cái vụ này đó thì cái vụ mà cái vụ Tết Mậu Thân đó thì mình phải hiểu rằng thì là cái người mà đi ra đó đó tức là ông Sáu Lẻo, Đúng rồi, Nguyễn Ngọc tức Loan. là Nguyễn Ngọc Loan đi ra mà để dẹp cái vụ Phật giáo miền Trung, và đồng thời cái cộng sản mà nó chiếm cứ được hai mươi mấy ngày đó. Thế thì bà Nhã Ca thì không biết là bà ấy có mặt ở đó không, hay là giả dụ rằng bà ấy có mặt ở đó thì bà mới là vành khăn tang cho Huế. Thế rồi thì là nghĩa là nói chuyện rằng nghĩa là sau cái đó, cái ngày Tết đó một cái, sau khi mà cộng sản rút khỏi Huế một cái thì cả thành phố ồ lên tiếng khóc, phải không ạ? Ồ lên tiếng khóc, có những cái tiếng vẫy tay rồi có những người trên xác chết. Thế thì hôm qua thì thứ nhất là bà Nhã Ca, cái mốt của bây giờ đó là thứ nhất là dịch dịch tác phẩm ra tiếng Mỹ, thì mới nhờ một cái bà tiến sĩ tên là Ocean gì đó, bà rất thông thạo tiếng Việt vân vân. Thế nhưng mà cái bà này thì bà ấy cũng rất đáo để dịch thì tôi dịch, nhưng mà bà ấy chơi 50 trang đầu, giới thiệu 50 trang đầu, tức là bà ấy những tiếng nói khác của Nguyễn Đắc Xuân, của Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Diệm Ngọc Tường pha vân vân. Đấy, thành ra nó chứ còn một người trí thức mà mày nhờ tao mà mày lại định dùng tao như là một cán bộ trung ương tình báo thì mày là thằng nhà quê, không ạ? Thằng Trần Dạ Từ với bà là con thằng Trần Dạ Từ với con Nhã Ca này tưởng là nó bịp được người ta, không ạ? sử gia Thế thì đấy thì mới nói chuyện rằng thì là đọc 50 trang ở đầu đó, có ai mà dịch mà tự dưng là chơi 50 trang ở đầu không, không ạ? Thế là thế lời rồi thì lời tựa lời tựa mà một mình mà bao tựa mà tới 50 trang mà người ta viết một quyển là một quyển sách này. Thế thì đấy là cái người trí thức người ta đáo để như vậy chứ ai nào. Cái lời tựa ông chửi con này không nó nói lên sự thật đấy chứ. Bà nói sự thật chứ bà không chửi, bà không chửi chứ. Nhưng mà để bà người khoe trí thức bà khoe bà mà. Không, bà không khoe. Bà nói sự thật bà nói sự thật để mà lật tẩy. Tự dưng cái bên kia tùy anh muốn nói chứ bà cũng không phản bác gì. Cái thứ hai là bây giờ lại một bước kế tiếp nữa thì là Nhã Ca nhờ kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa giới thiệu về cái vụ và Nguyễn Xuân Nghĩa thì cũng nói chuyện là cũng giới thiệu cái quyển mà Vành Khăn Xu cho Huế bằng tiếng 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 Anh đó. Tiếng Anh. Xong rồi thì là cũng nói rằng thì là tôi có quen biết cái bà này cũng đã phỏng vấn tôi cũng quen biết thế này thế kia đó, rồi cũng quen biết Nhã Ca Trần Dạ Tử là người thế này thế kia đó. Nhưng mà nó có một cái nó có cái buồn cười đó là ông ấy nói rằng thì là sau đấy đó, thì mấy cái người học ở Pháp đó, học về điện ảnh đó thì mới viết làm một cái phim là Đất Khổ. Đất Khổ thì là cũng là những cái người mà đạo diễn, học đạo diễn ở bên Pháp mà Nguyễn Xuân Nghĩa cũng biết, nhưng mà Nguyễn Xuân Nghĩa thì hồi đó tôi là đàn em mấy người này thôi chứ sao Đất Khổ thì nó có lúc có Trịnh Công Sơn trong đấy. Thì đã đấy thì mới nói chuyện là Đất Khổ và cả Trịnh Công, tức là hai cái nó ghép lại. Thì cái đó nó tới năm 73 nó mới ra mắt, nó chấp thử được một một lần, xong rồi vì cái tình hình nó bất ổn bây giờ đó thì là cái cuốn đó, cái cuốn đó không ấy nữa. Nhưng phim đó thì được chiếu bây giờ ra thỉnh thoảng nhớ Hà Nội vẫn chiếu. Vâng, thế à? Nhưng Vâng. cái vấn đề Tết Mậu Thân nó trở thành cái khúc mắc là cái nơi mà Nhã Ca tuyên bố để có những cuộc chôn tập thể đó, có Chỉ những có nhà nói báo, những nhà lịch sử của Mỹ nó đòi hỏi nó tới để coi những vị trí đó thì đều bị từ chối, không cho biết cái vị trí nó nằm ở đâu. Thành thử ra cái nguyên nhân để chứng minh đó là cuộc thảm sát á, nó không có nguyên cớ. đúng
không có nguyên thì cũng lấy cái điều đó ra làm cái chuyện gỡ gạt không, không có nguyên cớ là bây giờ là tại sao lại giết mà giết thế nào ông bà Trần ra rồi đấy, bác bà Trần nó bảo là cái đó là ngụy tạo của Việt Nam Cộng Hòa. À, không những là ngụy tạo mà của Mỹ luôn đấy chứ. À, ngụy tạo là nó là vấn đề là nó gọi là vấn đề là tin giả đấy. Năm 68 mà tới năm 75 thì mình mới mất. Mình có gần 8 năm trời để mà kiểm kê, kiểm chứng cái vị trí của không ta, không những là kiểm chứng mà kiểm kê là cái người dân Huế, ngựa nhà người gia đình người ta chết, ai chết? Người ta không khiếu nại. Ai chết? Có những ở ngay Huế, có những văn phòng mà bác sĩ của người ngoại quốc họ nói đó, họ kiểm soát xác chết. Xác chết do bom đạn với súng bắn chết chứ không phải là vì tàn sát để nó chết. Thành ra cái sự chứng minh là tàn sát đem chôn sống đó, nó không có một cái gì để chứng minh. Anh buộc tay bằng dây kẽm gai và lấy cuốc bổ vào đầu, không ạ? Thế nên tất cả các cái thứ đó thì mà còn một yếu tố nữa đó, tức là 3 ngày đầu người Mỹ không can thiệp. Đúng rồi, 3 ngày đầu. 3 ngày đầu người Mỹ không can thiệp để xem cái tình hình thế nào. Đây là một cái thỏa thuận giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam định cắt cho Cộng sản một khúc nữa để ở chỗ giữa đó, từ vĩ tuyến 17 đi vào tới 13 đó, để mà làm khu trung lập đó. Đấy là cái lý do thầm kín ở chỗ dưới, và do đó mà các quý vị thượng tọa, quý vị gì đó, những cái chức sắc đó đều ở lại Huế cả, tưởng là cái việc nó xong rồi, không ngờ rằng có cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa nó bị đánh giá quá thấp, nó phản công và người Cộng sản mới đành bỏ chạy. Cái thời Huế đó, ông Trịnh Công Sơn ông nói ông ở ngoài Huế chứ ông đâu ở đâu, ông là người chứng nhân ở ngoài Huế, có đâu bao giờ tuyên bố là có cuộc thảm sát đâu. Có thì người đi giữa những xác người đó, cái bài hát đó. Vâng, những cái đồi xác chết, nhưng mà cái đó là nó diễn tả cái bom đạn ngoài Đà Nẵng khi nó pháo vào trong cái Quảng Trị Huế. Những xác người nó nằm ở trên những đồi núi đó là chứng minh là do bom đạn nả chứ không thể nào. Cái đó phim Mỹ nó có đủ hết đó mà tại nó chưa anh muốn ra. Anh thôi. Giết người và anh dùng súng bắn vào đầu người ta chết, anh bỏ vào trong cái hố chôn, cái hố chôn không có. Không biết này làm sao mà chôn được ai mà đào hố chôn. Mấy ngàn ấy thì giờ đâu mà đào hố chôn mà làm sao mà. Đó là thành thử ra những cái xác chết mà nó chiếu nằm ở trên những cái đồi mà Trịnh Công Sơn nó nói đó là những xác chết do bom đạn nổ. Tàu chiến ở bên ngoài pháo vào. Thưa anh, cũng có thế này này, cái vấn đề cái chuyện ngụy tạo thì mình biết thế này này. Bây giờ mà nói chuyện ngày xưa thì nó đấy đúng 50 năm cái chuyện mẫu thân có cái thế này. Cái sự kiện nó xảy ra đó thì bây giờ mình muốn nhìn cái sự kiện của mẫu thân ngày xưa thì giờ mình nhìn là cái sự kiện ngay ở trước mặt mình ở trên bô xa. Chuyện gì đó là chỉ nói một lần thôi và sẽ không bao giờ quay trở lại nói lại nói nữa. Tại vì khi mà bất cứ một cái chuyện gì ở đây về Việt Nam, về bất cứ một cái điều gì đã nói ra rồi thì một lần thôi và sẽ không bao giờ quay trở lại. Tại vì nếu mình quay trở lại thì cái điều mình làm và cái điều mình nói rất là vô nghĩa. Nó không có cái gì cả. Thì cái chuyện với tôi, cái chuyện mà mẫu thân này, có một điều thế này, mình biết chắc chắn có điều thế này. Cái người bộ đội Việt Cộng ấy, họ đi đến đâu là họ phải cần cái người dân ở đó. Đúng. Họ không có supply, họ không có hậu cần, họ không có cái gì cả. Thành thử ra mà bảo là cái người Việt Cộng mà đến một cái thành phố rồi giết cái người dân đó để mà có cái hậu thuẫn thì là cái điều đó là mình 1000 lần mình không vô lý. Cái điều thứ nhì thế này, trong chiến tranh đấy, ông nào nhiều súng đạn nhất, sử dụng nhiều số lượng bom đạn nhất thì ông đó giết người nhiều nhất. Thì ông Mỹ à nhé. Thì mình biết thế này là người Việt Cộng bắt đến cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 trước cửa Dinh Độc Lập vẫn còn có cái hình của ông Địa, cái ông đó ông đi xe đạp, mà trên xe đạp của ông chất khoảng chừng 3-4 cái
đạn mục chê. Họ phải gánh viên đạn của họ, từng viên đạn một từ ngoài Bắc vô đến trong Nam để họ bắn. Thành thử ra là súng đạn nó rất là quý, mình biết là để rất ít. Thì một cái quy luật thứ nhì nữa, trong chiến tranh, ông nào nhiều súng đạn nhất, sẵn sàng nhất, ông đó giết người nhiều nhất. Chiến tranh Việt Nam đây, họ tiêu thụ trong Nam, mình chiến trong Nam, họ chỉ 2 triệu người. Cái người lính chết bao nhiêu đó? Mình nói là người dân thường, cái người dân thường trong Nam nó chết nữa kìa. Tại vì sao anh? Tại vì mình còn nhớ mà ngày xưa mình còn rất là bé, chừng 14, 15 tuổi thôi. Là lúc đó mình học ban đêm đây, lúc đó mình học ban đêm, nhà thì còn thất thần dầu mà. Mà ban đêm đó, lúc đó mình nghe đình tiếng B-52. Bây giờ anh mình nói chuyện cũng 2 tiếng đồng hồ mà mới được có một nửa trang. Có 4 trang mà mới được một nửa trang. Mà chưa cái phần của bác Cường nghe vẫn còn... Cộng chết. Đúng đấy. Chính là Việt cộng chết. Chính là Việt cộng chết. Chứ không phải là... không kịp kéo đi được. Chứ không phải là người Việt Nam Cộng Hòa. Chứ không phải rằng thì là do mà... mình do mà Mỹ cái tôi nghĩ khi mà Mỹ nó bắn từ Đà Nẵng, nó pháo kích từ những cái thuyền đến tàu, nó bắn vào á, nó biết là để chiến thắng lại cái cuộc chiến đó đó, sẽ bom đạn nó sẽ phải bắn vào bất kỳ những nơi nào họ muốn chiến lại. Cái thảm sát đó đó nó tạo nên cái tích một thân chứ không phải mà Mỹ nó bắn là nó có đề lâu. Thằng bạn tôi Minh ở trên Roland 2 này đấy, nó là trung sĩ thông dịch viên và nó lại là cái người mà gọi là ở ngoài, được đưa ra ngoài chiến hạm để thất hạm đội ở đó để nhận cái điện thoại ở từ trong này, ở máy không phải điện thoại mà máy truyền tin trong này báo ra biết tọa độ rồi nó dịch lại cho cái đề lô của Mỹ. Nó đã nó bắn vào trong Huế, chính nó còn sống đây này. Thành thử là người Mỹ muốn chiến thắng lại ở Huế với Quảng Trị đó, họ biết họ phải trả cái giá bom đạn họ bắn vào, họ đưa cái tâm lý chiến để đánh lạc cái chuyện thảm sát đó. Họ sử dụng cái cơ quan số 8 tâm lý chiến của Việt Nam Cộng Hòa, số 10 của Việt Nam Cộng Hòa và số 8 của tâm lý chiến của chính phủ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Họ muốn đánh lạc hướng cái cuộc chiến thảm sát đó, họ cho Nhã Ca biên cái cuốn giải khăn xô cho họ. Cuốn nó mới được giải thưởng đấy. Văn Dương Hàn Quốc. Nhã Ca thì nó nói chuyện rằng ông Trần Dạ Từ là ăn phân của Trung ương tình báo. Ăn phân. Ăn phân cho tiền để mà ra tờ báo, là tờ báo có tên là Báo Đen. Báo Đen tức là báo trắng trắng đen đen đó. Thay vì báo vàng. Thành ra cái câu chuyện mà được giải thưởng đó, khăn xô cho Huế đó. Thế thì bây giờ mình mới thấy rằng thì là mình có 7 năm để kiểm kê, phải không ạ? Còn những người mà chết ở đó đó thì là Việt Cộng chết. Đúng rồi. Bên dân thường họ trong thành phố bị báo cũng đã chết. Dân thường thì gia đình họ cũng biết đâu rồi. Cũng báo. Chỉ có là Việt Cộng chết. Thế rồi chuyên tạc nói rằng là những người đó là những người làm cho Việt dân thường rút đi. Là những người là chính phủ là ở xã huyện ủy bị Việt Cộng vào trả thù ra chém đầu chém ấy. Mà tại sao như bác Cường nói không thấy gia đình nào khiếu nại vợ chồng tôi đâu hay là con tôi đâu? Không có những cái hố bom nào mà kiểm chứng là có những hố bom. Họ chỉ nói khi họ đem những xác chết trên mặt đất, họ chiếu phim, họ nói đây là những cái thảm sát ở Huế, nhưng mà không có những hố bom mà họ không chứng minh được cái điều đó, giấu nhẹm cái đó là vấn đề tâm lý chiến của Việt Nam. Mà nếu mà có hố bom thì bom của Mỹ chứ đâu phải là bom của không. Nếu có bom mà em trôn á thì cái xác chết nó bắn vào đầu nó khác, mấy cái bom đạn nó trúng người anh, trên thân thể em bị, anh bị bom đạn nó khác. Đúng. Còn cái nào đó là bị đập đầu. Anh bốt hóa cái cuộc giết người đó. Để mình nói chuyện nó dối nha. Ông sẽ sẵn sàng san sẻ những cái điều gì cũng có nhiều nhất. Ông càng có nhiều nói dối trong người ông thì cái điều đầu tiên ông sẽ san sẻ cho cái thằng đối diện mình là cái lời nói dối của chính mình.
thưa anh thế này, cái mọi chuyện mà sử dụng bom đạn mà vô trách nhiệm ở trong cách bộ thân, tôi thưa mấy quý vị thế này, ở trong cái trường trung học thì trẻ lớn này, một bộ phận to khổng lồ của Việt Nam Cộng Hòa bên Nguyễn Âu Kỳ bắn chết ở ngay tại đó, không có ông Việt Cộng nào bắn ở đó cả, mấy ông nó bắn với nhau, tức là đại khái là lúc đó võ khí rất là nhiều, gặp chỗ nào bắn chỗ đó, cái chuyện đó không phải là vì võ khí nhiều, ý là mình nói là trên này là mình biết là sau này họ nói là về thanh toán chính trị tiêu diệt bè phái của ông Kỳ, cái đó là mình hiểu cái chuyện đó anh. Vâng. Nhưng mà căn bản là thế này là ở chung căn bản đó là võ khí trong năm rất nhiều, đó là một cái giai đoạn rất khó khăn của người trong Việt Nam mình. Đáng lẽ ra đây sau năm 1975, đặc biệt là bên Mỹ này, đặc biệt là đến năm khoảng chừng năm 2000, cái chuyện đó là tối thiểu mình phải chấm dứt này, nhưng mà không anh, mình lại kéo dài nó ra, mình kéo dài đó là mình sống ở trong cái, rồi mình tạo ra cái huy hoàng, cái bảng son nổi sốc trong đó. Chiến tranh Việt Nam, quý vị có muốn hiểu cái gì đó, một người góp tiền lại với nhau mua một cái vé máy bay lên Washington DC, đi vào bức tường đó, ở trên đó họ cắt từng tên của cái người đó, người lính, từng tên người đó, người lính của Mỹ đã chết đi trong chiến tranh Việt Nam, ngày đêm họ than thở rằng đó là một cuộc chiến phi nghĩa. Cái hố đó, cái hố ở cái đài tưởng niệm là cái nơi chỉ có chất đầy những nước mắt của những cái người Hoa Kỳ, đừng có mang lại cái chiến tranh Việt Nam mà chỉ chăn hòa trên đất Mỹ nữa. Vâng, bây giờ mình chê người ta hoài, bây giờ mình khen này. Bác Cường biết là